Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 98 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hello, cái bay hết cả trò chơi rồi mọi người. Hôm nay anh em mình sẽ review lại những cái trò chơi gọi là triệu view nha mọi người nhá. Đang sắp xếp một trò chơi cực kỳ hay rồi, nhưng mà có một chút gọi là ảnh hưởng của thời tiết. Thế nên bây giờ sẽ phải sắp xếp lại á. Anh em mình vừa sắp xếp lại cái trò chơi của anh em mình rồi. Hôm nay thì có rất nhiều phần thưởng nhá mọi người nhá. 10.000, 20.000 tăng phần thưởng tăng 10 cây, 20.000, 50.000. Tức là 10.000 với 20.000 để quen tay để xem là sẽ được hay không nhá. Tức là trò chơi sẽ lên đây. Đây là cuộn giấy vệ sinh này. Ai kéo được cái đồng tiền này, tức là cả hai bên cùng kéo. Đấy. Đứt ở đâu là, nếu mà đứt ở đây là mình kéo sang, ai kéo được tờ tiền về mình là của mình. Đấy, chỉ là đơn giản như thế thôi. Bây giờ thực hành luôn cho mọi người xem nhá. Nào, vào. Nhưng mà được ăn thật nhé. Không ăn thật thì ăn gì? Chưa bắt đầu mà. Nào, anh chưa bỏ đấy. Nào, cầm dẫn đi, đi ra kéo đâu. Nào. 1, 2, 3. Tỷ số thì là 1-1 nhưng mà chất lượng thì Mao Đệ đang hơn nha. Lá từ từ anh em. Đấy, tao cầm sẵn. 1, 2, 3. Nghe bên kia có vẻ không giãn, mới bên này giãn ghê đấy nhỉ. Ơi cái này hỏa. Cái này hỏa, không ai được tí nữa đặt đây, cái này là ai? Đặt vào đây luôn. Tăng độ, tăng độ. Quán này á, em không ăn nhiều gì. Nào. Úi giời ơi. Tiền này là tiền chung đấy của hai anh em, thế nên là chia ăn chia không đồng đều, thế nên là phải dùng cách chia. Này này, em mới bỏ ra là mệt mất thôi. Úi giời ơi. Mình đưa cái mà hai mặt có được mặt rồi. Ôi giời. Thả con săn sắt bắt con cá rô rồi, chúng ta bắt con cá mập rồi. Của anh bên này nó không rách. Tiền này là tiền chung không rách gì, nó như nhau. Tôi đâu, sắp xếp quay đều. Đầu đây. Sắp xếp đều rồi mà. Tiền này là tiền bán trà xanh một ngày đấy, tức là mình lấy ra chứ. Con săn sắt bắt con cá rô à? Bắt con cá rô à? Đấy. Đây này. Con cá mập cuối cùng kia mới là cái phải bản này. Chết rồi, bên này bị thấm nước rồi. Trời ơi, trong xanh, trong đỏ.
Từ từ. Sao anh phải nóng ấy? Bỏ tay ra. À, sau trò chơi này còn một trò chơi cũng... Còn mấy trò chơi cũng dạng rất là vui nữa nha mọi người nha. Mọi người đừng bỏ qua video này. Đừng tắt video vội nha. Này ba. Sang đấy. Ây, đừng nứt rồi. Nứt nó này, ăn nó cái này đâu. Có, căng căng đấy. Ui. Ây. Hai chín này. Biết tớ chia đều tiền đi. Lại đây. Trong nước. Biết đầu tư đấy. Này. Một triệu. Rồi chả sao. À, nhanh tiếp tục. Đúng mà tôi cho chắc cú. Trong này là cái gì đây? Trong này á, trong này thì kéo mới biết được. Từ đã. Đấy. Lại ba. Ây, lại nữa đó. Lê. Bây giờ không biết là trong này có cái gì rồi kìa. Ý dạ, nghe đoán ra có cái gì này. Chắc là giày cổ bóng đấy. Ai mở đi anh. Ai bảo gì đâu. À, đừng có chơi bẩn nhé. Mở ra trong đấy là chi phiếu 1.000 tỷ nhỉ. À, không có tiền. đây sẽ là một bình bạc nhé mọi người nhé. Nói chung là sẽ không chấp nhận thì đưa giải. Chơi là phải chịu. Mao Đệ sẽ phải dính một hình phạt cho mọi người. Trước khi đến với trò chơi tiếp theo thì Mao Đệ sẽ vào hình phạt của mình đề ra nhé mọi người nhá. Mình mà trả lại tiền là không bị phạt nhưng mà nhiều tiền quá. Hình phạt sẽ có cho tên là hình phạt mày gì. Cũng 50-50 như kiểu nghe, trò chơi. Ghê lắm. Tình. Sau đây sẽ là cái hình phạt của Mao Đệ nhé mọi người nhá. Từ giây phút này không được ngửa lên trên, không được ngước mắt lên trên là bị đập trứng luôn vào đầu đấy. Và đây sẽ là có hai cái dây nhá. Một cái dây là không có gì và một cái dây sẽ có một quả trứng. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt hai cái dây này cho nó đều nhau nhá. Đấy, từ từ. Không được tránh là lại bị ăn luôn hình phạt. Đấy. Hai cái dây này sẽ như nhau. Đấy, làm thế này sẽ công bằng hơn. Chứ đều đấy. Đấy. Anh không biết. Và... em còn không biết là em bị. Cơ hội Mao Đệ sẽ là 50-50 và tự tay sẽ. Đây, cầm kéo bây giờ nhá. Có 2 giây. Từ từ để anh xem nào. Có 2 giây. Thế nào? Ngồi dịch lên một tí nữa. Thế thôi. Ngồi dịch lên một tí nữa. Rồi. Rồi, đầu giữ nguyên. Okay. Đấy, mình sẽ giữ đầu vậy. bây giờ cắt một giây. Cắt một giây. Kiểu như cắt bom ấy. Bên nào? Kỹ chưa? Nào, không được thử. Không biết thử. Đâu. Nhìn bên này này, bên này dây chắc đến đây thì không cắt thử lại cắt bên này. Đau đấy rồi. Ôi. Tờ rứng đấy. Và bây giờ sẽ tiếp theo trò chơi thứ hai cho mọi người nhá. Anh cứ đợi em điền, đấy. Điền.
ngủ đấy, bên này định cắt rồi thấy mình dọa cái là sang cắt bên này. Mất nhỏ luôn. À đến với trò chơi tiếp theo nha mọi người nhá. À mình chọn là cái bàn bia này cho cái mặt phẳng nó đều. À khi anh em mình lăn lon bia thì nó sẽ được thật tế hơn, nó không bị trôi đi trôi lại nhá. Đấy, và đến đâu sẽ nhận phần thưởng ở đấy và hình phạt sẽ tăng lên nhiều hơn đấy. Đấy. Em lại tự tin rất dễ, em thắng nhiều hơn anh đấy. Đấy, bây giờ phải chơi làm sao lấy được hết tiền. Đấy. Okay. Nào. Anh chơi bắt đầu tiền đây. À ok. Anh hai chung cái gì em ăn năm chung. Chả sao. Nào. Chả sao vậy? Mày nhẹ. Nhẹ thật. Nào. Đến, đến. Có hai chục. Đây. Có hai chục nhá mọi người nhá. Ôi. Ôi, nước 50 này. Đây nhẹ quá. Đâu, phải giả sát vào đây. Vẫn nhìn. Ui, ui. À, 100 rồi. Được 100 rồi. Chưa. 100 là được 100 rồi. Ô dê. Nó vẫn nhíp mà. Nhíp cái gì mà nhíp? Thế mày không nhíp nhíp cái gì? Chỉ cần như thế là được rồi. Sang kiếm tiền tiếp nha mọi người nhá. Mình sẽ nhắm vào cái tờ 500 nghìn kia nhá. Có được dùng cơ không? Được dùng cơ đi. Chơi thay kìa. Chơi thay bia. Mạnh nhớ. Rồi 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 rồi. Phạt rồi. Ây. Sắc bơ qua người. Phạt, phạt, phạt. Phạt này. Này, phát xong rồi. Phát xong rồi, đến đây là tính để về ngang nữa nha. Ok. Chọc vào giữa. Đấy, chọc lại đây. Ơi. Bôi nơ, các kiểu vậy. Đấy. Và tay rồi. Quá. Trong chừng lại nhỉ. Quá rồi. Điện quá. Nào. 500 nghìn. Phát. Quá. Ôi, tí nữa thì được 500 nhá mọi người nhá. Phát. Giữa hùng phạt này. Hùng mạnh nữa. Mất. Phát lăng à. Dám cho tổng cốc bắt đầu đầu với em à. Xin nhúng rồi. Ôi trời. Nhanh lên. Ok kéo đâu. Ê đừng kéo đây. Đó thua thì phải chịu thôi nào. Anh chọn cái nào. Thì phải dơ dơ trước thì tao mới cắt được chứ. Không tao lại dê đầu mất.
Nói chung là mình đã chọn là lẻ rồi lại cắt nó kiểu như hẻm ấy, cắt trượt. Thế mình nghĩ là khả năng là không đấy, thế mình cắt về này. Wow. Ôi thôi phải chịu thôi. Em xin lỗi nhá. Tiếp tục. Em sợ rồi, em sợ rồi. Em không biết là bên nào nên anh cắt được bên này. Rồi em chạy. Chơi bẩn à? Hả? Thích chơi bẩn không? Bắt này. Thế là tao bắt này cắt trúng hay chưa này? Ừ. À thôi là chém lại mới được. Do phát vừa rồi sau khi xem lại camera mà Mao Đệ đã chơi bẩn à, thế nên là hình phạt dành cho Mao Đệ sẽ là bị mất một tờ phạt. Không, anh chơi bẩn đấy. Thế thì mình không cần biết. Ai phải chơi chăn lợn. À, tại vì số tiền này là số tiền anh em mình là số tiền chung khi bán trà xanh được. Thế nên là đem ra chia theo kiểu này nó công bằng này. Mao Đệ chơi bẩn mất làm giảm luôn. Nào bây giờ bắt đầu tiếp tục. Còn hai tờ tiền và hai hình phạt nữa nha mọi người nhá. Mình chọn đúng dây, lúc nãy chọn đúng dây rồi thằng Mao Đệ nó sợ là kiểu nó chạy mất nó thả hết cả hai dây rơi vào đầu mình. Ui phát ra đấy đánh chuẩn có 500 được vỡ cả. Mất tiền. Bây giờ là rất là khó để hình phạt thì cái này rất là khó, cái kia mới dễ tính à. Anh ơi dùng tay đi. Tại giờ dùng tay á? Dùng tay. Ừ, được là dùng tay. Dùng tay nó sẽ khó hơn, có thể nó khôn lắm. Đó. Thôi là tước được. Lại làm lại ba đấy liếc. Bây giờ mà mày mà thả ra là tự đập vào đầu mấy quả đấy nhá. Ok. Nào. Tao cứ cầm chắc hai bên đã. Anh ơi, xích sang một cho tí. Cho vào đây để tao cầm chắc hai bên. Xích lại một bên. Hả? Xích lại một tí. Nào, trời ơi. Xích sang một tí. Xích sang đâu? Xích sang bên này. Đây á? Rồi. Xích sang bên này một tí. Lúc được chưa? Ok. À từ đã. Nào anh bỏ ra, không bỏ ra. Đây, tao bỏ ra. Không, tao cầm ở đầu dây này, nhớ đâu mày thả ra như lúc này sao? Rồi, cắt đi. Cắt ở phần dưới, cắt bên dưới nhỉ? Hả? Cắt bên dưới này à? Vâng. Vâng, cắt đây thì chả thế à? Cắt ở bên dưới xong em thả ra. Như kiểu cắt mìn, như kiểu mình đang làm một người không biết tả như thế nào. Xanh hay đỏ? Dây xanh hay dây đỏ? Wow. Nào. À, liên quan đến gọi là tính mạng con người. Quyền quyết lên đây. Rồi. Úi dồi ôi. Nào, thả tay đi. Úi dồi ôi, bắt đỏ. Thoát rồi. Anh đỏ đấy. Bắt tiên chồng chồng chồng. Nào lại buộc cái này lại đây. Đây. Nói chung là mình đã chọn đúng là dây không nổ. Con này cá đỏ lắm rồi kìa. À vậy là ba hình phạt đã anh ơi biến mất nó. Bây giờ mình phải giờ chỉ còn có hai tờ tiền và một hình phạt đang chen cái phạt vào dưới. Ok máu đấy được. Chơi không máu với anh luôn được. Đan chen à? Nào cho 500, cho 100 vào đây. Ê. 500 đứng đây đấy. Đến đây là mới về cái tỏ này. Ok tiếp tục đấy. Đấy là đeo à? Chơi khô máu với nó luôn. Dám chơi bẩn với mình. Được 100 nghìn rồi. Nào đi đây. Ok, lấy đây. Này. Ui, gỡ gạc, gỡ gạc. À, mình bây giờ phải gỡ gạc hẳn cái 5 lít kia kìa. 100, 100, 100 mà
thôi. Ừ. Nghe cái đường đi nó khó, nó không như chọc cơ dễ hơn. Đuối. Bạn đập quả trứng vào đầu, cày mặt. Mỗi thằng một quả trứng vào đầu rồi. Danh giới cho hình phạt và gọi là một là thiên đường, dưới là địa ngục mọi người ạ. Rất là này anh ơi này mình chơi công bằng, mình chơi cái ấy không có lỗi gì. Đấy anh ơi. Mình xuống. Không, thôi. Đưa tay đầu ra đây. Rồi. Đọc nó lên là mình lo. À, làm cái gì nó cũng phải dứt khoát. Đấy. Này, giữa một cái cùng và một cái thông màn cửa ở dề là mình phát rồi, bây giờ vào tranh nhau nốt 500.000 tranh nhau 500.000 thế này. Bây giờ là đến lượt mình rồi, cố gắng gạt mọi người ạ. Rồi thế tình phạt rồi nên là không sợ nữa. Ai giời ơi, vẫn đến lượt em làm ra đất. Con này nghe gai cấn. Con này mới gai cấn này. Ui dì. Dì. Phần thưởng luôn thuộc về những người xứng đáng đó. Và những người có bàn tay vàng trong làng. Chúc mừng mình chiến thắng nhé mọi người nhá. Anh khao đi. Khao tiền đi cho em một tờ. Vậy là tổng kết hôm nay Mao Đệ chỉ được 1.2.000, mình được khoảng tầm 1.5.000. Thì có hơn 2.000.000 anh em mình bán trà xanh được nên hôm nay đem ra chia một cách mới, không chia đôi như mọi khi nữa. Mà chia theo cách mới. 50-50, đỏ đen. Hay là thắng người lấy tiền YouTube chơi không? Không. Không chia nữa mà chia theo kiểu này. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip anh em mình hay nhớ để lại anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh nha. Có muốn anh em mình chơi trò gì hay hay thì mọi người cứ comment ở bên dưới comment nhá. Thôi, chào tất cả mọi người nhá. Ở đây nó hơi ồn tại vì cạnh trứng gạch nhưng mà nó có bạn nhà. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó.
Đó. Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nhá mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688, mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.